thử thách ăn hết những cái món ốc phô mai ở chợ Potiki. Đây chính xác là thiên đường ẩm thực của mọi nhà. Vào đây là tôi ngó được có mấy món phô mai rồi. Mạnh dạn thử thách luôn. Vừa bước vô chợ là đập vô mắt tôi cái xe khoai lang bong bóng lắc phô mai này rồi. 25k một phần nè. Món đầu tiên, khoai lang bong bóng lắc phô mai. Khoai lang và khoai tím được chiên phồng giòn, vị hơi ngọt ngọt, phủ thêm cái lớp phô mai thơm. Món có phô mai tiếp theo là hot dog phô mai. Tuy nhiên là hình dạng nó kỳ thú quá nên tôi xin phép là che nha. Gà kêu đóng cửa rồi. Cái quán gà sốt yêu thích của tôi hình như là nghỉ bán rồi. Gà phô mai ạ. Nên tôi quyết định tìm cho ra một cái quán gà sốt khác cho anh em nha. Gà sốt phô mai thì có giá 45k, nhưng tôi mua cái phần 50k luôn. Tao nói quá trời là béo ngại rồi. Thịt gà mềm nha, lớp vỏ bên ngoài chiên ráo dầu mà rất là giòn nữa. Sốt phô mai thì béo ngậy. Và cái phần tương ớt thì sẽ hơi cay nhẹn xíu. Chứ thiệt là tôi ăn được miếng thứ ba, tôi ngán ngán rồi đó. Vì tính chất công việc của Food Review nên có hôm đi qua như này là tôi ăn khá nhiều. Đổi lại là hôm nào ở nhà tôi sẽ ăn healthy và tập thể dục. Ngoài ra là tôi còn kết hợp uống viên sủi Barbarope này nữa. Nên là trộm vía, số cân được duy trì nha. Có vị dâu nên là dễ uống lắm. À mà đây không phải là thuốc, nó chỉ là thực phẩm hỗ trợ ngăn ngừa hình thành mỡ và giúp cải thiện giữ vóc dáng thôi nha. Tôi thấy cái này được Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc Việt Nam cấp chứng nhận an toàn nên cũng yên tâm hơn. Tôi khẳng định là nếu muốn ăn ngon mà dáng cũng đẹp thì cần nhiều sự kiên trì và quyết tâm hơn. Nhưng đây là một trong nhiều bước tôi đã thực hiện đó. Hy vọng là giúp ích cho mọi người ha.